Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội trang 41, hàng thứ 8. Hôm qua giảng đến chỉ thức tịch tỉnh thanh. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem tiếp câu dưới đây: vô sanh vô diệt thanh, thập lực vô úy thanh. Ở trong mỗi một câu, nội dung hàm chứa là vô cùng sâu rộng. Chỉ thức tịch tỉnh đều là đức năng của tự tánh, là cương lĩnh tu học của Pháp Đại Thừa. Cái đạo lý này không thể nào không hiểu được. Sau khi đã hiểu rõ lý rồi thì chúng ta mới thích thú mà tu học, không còn giải đãi. Trong cảnh giới phàm phu hiện tiền ở trước mắt chúng ta, những lời của Ấn Quang Đại Sư dạy bảo chúng ta, vô cùng khế cơ và cũng thích hợp cho việc tu học hiện nay của chúng ta. Ngài đã dạy cho chúng ta đôn luân tận phận, nhân tà tồn thành. Hai câu nói này có thể nói là thích hợp cho 9.000 năm thời mạt Pháp của Thế Tôn. Nhất định không thể làm ngược lại. Luân là luân thường đại đạo, Nho Gia nói, Phật Pháp cũng nói. So với Nho Gia thì phạm vi của Phật Pháp nói rộng hơn, nghĩa lý sâu hơn. Nho Gia chỉ nói đến đạo làm người, Phật Pháp không những nói đến chính pháp giới mà còn nói đến nhất chân pháp giới. Nói tóm lại, thế xuất thế gian pháp chính là luân thường đại đạo, chính là định luật nhân quả. Cái gì gọi là luân? Cái gì gọi là thường? Nếu như đối với danh từ thuật ngữ này mà không có sự nhận thức chính xác, đương nhiên là không thể thực tiễn trong cuộc sống. Luân nói một cách cụ thể, ngũ luân mà cổ thánh tiên hiền đã nói. Ngũ luân là vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè. Đây là đạo tự nhiên, không bao giờ nói đến học thuyết
của một cá nhân nào, lý tưởng của bất kỳ cá nhân nào, không phải như vậy, mà là quy luật của tự nhiên, quy luật của đại tự nhiên. Con người có, súc sanh cũng có, ngạ quỷ cũng có. Hướng lên trên cõi trời thì không cần phải nói. Điều này bình thường chúng tôi khi ở trong giảng đường thường hay nói, mối quan hệ giữa người với người. Nếu chúng ta muốn trong một đời này đạt được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, sự việc quan trọng thứ nhất là quan hệ giữa người với người phải xử sự cho tốt, nhân họa sẽ không còn. Nhân họa từ đâu mà có? Hiện nay luân lý đạo đức không có người dạy. Không những không có người dạy, mà người giảng cũng không có. Luân thường đạo đức trong xã hội này hiện nay đã hoàn toàn sụp đổ, hầu như là đã bị diệt vong rồi. Luân lý đạo đức sau khi bị diệt rồi, người xưa đã nói với chúng ta, thiên hạ đại loạn, thiên tai nhân họa. Người dân sẽ chịu cực khổ vô cùng. Vì đến khi nào bạn mới thoát khỏi được sự khổ nạn này? Đến khi nào luân thường đạo đức của con người được hồi phục trở lại, bạn sẽ thoát. Nói tóm lại là nếu bạn không phục hồi được thì bạn khổ mãi mãi. Tại vì sao vậy? Vì xã hội không có trật tự. Bạn nói thử, trong một gia đình cha không ra cha, con không ra con, anh chị em người thân quyến thuộc chung sống với nhau mà giống như là kẻ thù vậy, thì cái gia đình này có hạnh phúc hay không? Sự giáo học căn bản nhất của Phật Pháp chúng ta tu tịnh độ, ở trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Thế Tôn đã nói với chúng ta, tịnh nghiệp tam phước là căn bản của người tu tịnh độ, nền tảng của nền tảng. Điều thứ nhất trong ba điều là dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này các vị nghĩ xem, thế thì không phải là Nho Gia đã nói là hiếu để sao? Hiếu dưỡng phụ mẫu là hiếu, phụng sự sư trưởng là để. Cho nên đạo của thánh nhân chỉ là hiếu đạo, là sư đạo mà thôi. Hiếu đạo cùng sư đạo giúp nhau cùng hoàn hảo. Hiếu thân tôn sư, xã hội mới được an định, thì mọi người mới có thể sống hòa thuận với nhau, nhân họa mới có thể bị tiêu diệt. Như vậy vẫn còn thiên tai. Thiên tai từ đâu mà ra? Là con người đối xử không tốt với hoàn cảnh tự nhiên, vậy thì có thiên tai. Chúng ta đối xử không tốt với tất cả động vật trên quả địa cầu này, đối xử không tốt với thực vật, đối xử không tốt với khoáng vật,
phá hoại sự cân bằng sinh thái của địa cầu, phá hoại môi trường tự nhiên, thế là dẫn đến tai nạn nước, tai nạn gió, động đất, liền dẫn đến những tai nạn này. Ngày nay chúng ta gọi là thiên tai. Trên thực tế không phải là thiên nhiên gây tai nạn, đều là do con người gây ra, không biết sống chung với môi trường tự nhiên. Điều thứ ba là thiên địa quỷ thần. Thiên địa quỷ thần thực sự là có, không phải là giả. Buổi trưa hôm nay tôi đến học hội, đồng tu từ đại lục đến, có mang theo một đĩa hình. Ở trong một pháp hội vạn Phật ở Đông Bắc, có vài người được nói là có chúng sanh theo quấy nhiễu. Chúng sanh nào vậy? Là oán thân trái chủ dựa vào thân. Hôm nay chúng tôi xem hai đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất là chó nhập vào thân. Chú chó này bị người ta giết, nhập vào thân của người đó để đòi mạng. Bộ dạng người bị nhập giống như bộ dạng của con chó vậy. Tiếng kêu của ông ta giống như tiếng chó sủa vậy. Cái này hoàn toàn không phải là diễn kịch, là sự thật. Cái đoạn phim còn lại là nói một nữ cư sĩ đại khái là thích ăn nhộng của con tầm, ăn rất là nhiều. Số lượng nhộng tầm này nhiều quá sức tưởng tượng, đều nhập vào thân cô. Nhìn bộ dạng của cô, cái đầu chuyển động rất giống cái đầu của con tầm. Mọi người niệm thần chú, niệm Phật để giúp đỡ cô. Tôi nhìn thấy cô chẳng có cảm xúc gì. Nhìn thấy bộ dạng thật là đáng thương. Các đồng tu nói với tôi, có tổng cộng mười mấy người đều là gặp phải các trường hợp như vậy. Nhưng mà trước đó mọi người đã quên ghi hình, chỉ thu hình có bốn người lúc sau này. Đây là hiện thân thuyết pháp. Chúng ta sống không tốt đối với thiên địa quỷ thần. Nếu như có nhiều tai họa như vậy, giống như những trường hợp này, trong cuộc đời này của tôi, chính bản thân tôi đã gặp mười mấy lần. Một chút cũng chẳng có giả. Cho nên thánh hiền dạy cho chúng ta cũng chẳng có khác. Sự việc lớn đầu tiên chính là Phật vì một đại sự nhân duyên mà thị hiện ở thế gian. Việc lớn là gì vậy? Đem chân tướng của vũ trụ mà nói cho chúng ta một cách rõ ràng, minh bạch. Trong kinh Bát Nhã nói là thật tướng của các pháp. Chân tướng của tất cả pháp là cái gì? Nói rất rõ ràng, minh bạch. Nếu như bạn thật sự thông đạt hiểu rõ rồi, đó gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Điều kế tiếp là nói chân tướng của sự thật, thật sự có thể ngộ nhập. Đây là người thượng thượng căn, không phải là người thông thường. Đối với người trung hạ căn, đó chính là dạy ta làm người như thế nào, mối quan hệ giữa mọi người phải đối xử tốt, đối xử tốt với hoàn cảnh tự nhiên, có mối quan hệ tốt với thiên địa quỷ thần, thì trong cuộc đời của chúng ta nhất định là rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. À,
Ở chỗ này Thế Tôn đã nêu ra mấy thí dụ. Có thể giải thích sâu hay cạn, giải thích rộng hay hẹp, có thể thích ứng với tất cả căn cơ không đồng nhau. Người thượng căn có cách nói của người thượng căn, người trung căn thì có cách nói của người trung căn, người hạ căn có cách học tập của người hạ căn. Không có hạng người nào mà không được lợi ích. Đối với người hạ hạ căn thì giảng đoạn ác tu thiện. Người trung căn trở lên có một chút trí huệ, nhất định phải hiểu được hiếu thân tôn sư. Hiếu thân tôn sư là điều căn bản của đại đạo. Hiếu đạo sư đạo làm được viên mãn rồi, đó là Phật quả cứu cánh. Cho dù là Bồ Tát đẳng giác vẫn chưa làm được viên mãn. Hiếu là nói đến thuận, hiếu thì phải thuận. Nói đến chỗ cứu cánh chính là bạn đã hiểu được tánh đức của hiếu thuận. Khởi tâm động niệm, tất cả hành vi không trái với tánh đức. Đây là đại hiếu của chư Phật Bồ Tát. Tôn sư trọng đạo là để ý nghĩa của để là phải tùy thuận theo sự dạy bảo của lão sư. Mở rộng cái ý nghĩa này là tùy thuận theo sự dạy bảo của bậc trưởng bối, tùy thuận theo sự dạy bảo của hiền nhân. Dùng là hiện nay mà nói là tôn trọng lão sư, tôn trọng sự giáo huấn của người khác đối với chúng ta. Đây là sự tu hành của chúng ta. Lấy người thế gian mà nói, mục đích tu hành của họ chẳng qua là cầu phước báo người mà thôi, điều mà người thông thường ở thế gian này mong cầu bạn có thể đạt được. Thật sự là Phật thị mong trung hữu cầu tất ứng. Người thượng căn thì không cầu phước báo trời người, họ biết được phước báo trời người là chưa cứu cánh, họ mong cầu quả báo cứu cánh. Quả báo cứu cánh là không sanh không diệt. Trong Phật pháp gọi là Đại Bát Niết Bàn. Việc này trong kinh điển thường nói là vĩnh viễn thoát ly luân hồi, không còn sanh tử, ra khỏi ba cõi. Việc này người thường căn họ đã cầu. Có thể cầu được không? Chỉ cần bạn có niềm tin thì không có chuyện cầu không được. Phật ở trong nhà có cầu thì có ứng.
Nhưng mà cầu phải có cách, có phương pháp. Như lý như pháp thì cảm ứng không thể nghĩ bàn. Thông thường điều chúng ta đã cầu nhưng cầu không được, không có cảm ứng. Không có cảm ứng là bởi vì bản thân có nghiệp chướng nên đã cản trở sự cảm ứng. Lúc này bạn nên hết lòng mà phản tỉnh, mà kiểm điểm. Tự mình phải tìm ra được nghiệp chướng, mà tiêu trừ nghiệp chướng thì cảm ứng liền xuất hiện. Cái phương pháp này là hơn 50 năm trước Chương Gia Đại Sư đã dạy cho tôi. Tôi đã áp dụng 52 năm rồi. Thật sự là có cảm ứng. Không phải là tôi tùy tiện giới thiệu cho mọi người. Đây là thực nghiệm của tôi trong suốt 50 mấy năm. Thật sự là có hiệu quả. Thật sự là có cầu thì có cảm ứng. Cho nên phải hiểu lý. Lý nhất định là phải tùy thuận tánh đức. Hay nói cách khác, điều của bạn cầu phải là thiện pháp. Nếu như bạn cầu sát đạo dâm vọng, Phật Bồ Tát sẽ không gia hộ cho bạn, Phật Bồ Tát sẽ không gia trì cho bạn. Điều mà bạn cầu là lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho xã hội, không vì bản thân mình, thì sự cảm ứng có hiệu quả vô cùng. Nếu mà cầu như vậy, có những lúc cũng không đạt được kết quả tốt lắm. Vì là có nguyên nhân của nó. Xác thực là bản thân chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi, dùng cái tâm này mà cầu mà vẫn không có cảm ứng. Chúng sanh có nghiệp chướng, như vậy thì hết cách rồi. Thế nhưng tam học, giới định huệ của bản thân chắc chắn là tăng trưởng, sẽ tăng lên cao. Giống như việc hoằng pháp lợi sanh, cái công việc này sẽ có chướng ngại. Sự chướng ngại này là nghiệp báo của chúng sanh. Cho dù có chướng ngại thì chúng ta cũng phải có cách để mà phá bỏ. Vào thời mạt pháp, đặc biệt là lối sống của xã hội hiện nay, đối với người tu hành mà nói là sự chướng ngại trùng trùng, sự cám dỗ của danh lợi ngũ dục lục trần trong cái xã hội này quá lớn. Có mấy người có thể chống lại được sự cám dỗ này? Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, thật sự có thể làm được không khởi tâm, không động niệm? Thật sự mà nói, ngoại trừ Phật và Bồ Tát thì hiện đến đây, phàm phu không thể làm được. Người xưa nói rất hay: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Xã hội này là một cái thùng nhuộm lớn, ô nhiễm thật nghiêm trọng rồi. Đâu có cái đạo lý nào mà không ô nhiễm chứ. Có một số đồng tu đang công tác trong ngành giáo dục đến nói với tôi:
lứa tuổi học sinh biết dâng lời dễ dạy nhất là lứa tuổi nào? 3 tuổi rưỡi. Đại khái là 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi rưỡi là lúc dễ dạy nhất. Lớn hơn nữa thì không được rồi. Các vị đồng tu này dạy cho các bạn nhỏ học đệ tử quy, học xong chúng có thể thực hiện được, nhưng mà đến lúc được 5-6 tuổi thì không được nữa rồi. Chúng nhìn thấy ba mẹ của chúng không làm được, chúng liền hoài nghi: ba mẹ dạy cho con như vậy, tại sao ba mẹ không làm được chứ? Nếu như chúng đến trường học, nhìn thấy như bạn cùng trường, thầy cô giáo cũng không làm được, vậy thì chúng không chịu học nữa. Đây là hoàn cảnh chung của xã hội. Ai là người có khả năng khắc phục cái hoàn cảnh chung này? Chúng tôi nghĩ đến những sự việc này, nhìn thấy tình trạng của xã hội hiện nay, không thể không làm cho người ta thương cảm, không thể không thoái tâm. Sau khi thoái tâm, bản thân mình trở về nhà, đóng cửa lại niệm Phật, cầu vãng sanh. Ngoài cái cách giải quyết này ra, có đi tìm cũng không tìm ra cách thứ hai. Niệm Phật vãng sanh cũng là độ chúng sanh. Hiện thân thuyết pháp, ngày nay họ tuy là chưa thể tiếp nhận, lơ là không quan tâm, chẳng chút động lòng. Đến khi họ sắp chết rồi thì họ sẽ suy nghĩ lại. Một người nào đó lúc ra đi tự tại như vậy, họ sẽ nghĩ đến. Trong Phật Pháp thường hay nói: một khi nghe qua tai, mãi trồng thiện căn. Bạn thị hiện cho họ xem, họ nhìn thấy rồi, một khi nghe qua tai sẽ mãi trồng thiện căn. Bạn đã trồng hạt giống Phật vào trong A Lại Giới thức của họ rồi. Trong cuộc đời này, nếu không thể thành thục, trong những kiếp sau, duyên đã chín mùi rồi, cái hạt giống này sẽ khởi hiện hành. Cho nên mấu chốt vấn đề là tự hỏi chính mình, không nên đi hỏi người khác. Chính bản thân nhất định phải làm cho đúng, như lý như pháp. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trước tiên là thành tựu chính mình, mới có thể cảm hóa người khác. Bản thân mình không thể thành tựu, không khởi được tác dụng cảm hóa. Học Phật, đối với điều này nhất định phải có niềm tin vững chắc, thì trong cuộc đời này của chúng ta mới có thể có được chút ít thành tựu. Cho nên chỉ thức đều nên dừng thì nhất định phải dừng, đều nên làm thì nhất định phải làm. Bất luận là dừng hay là nên làm, trong sự việc này phải nên học tịch tỉnh. Học tịch tỉnh là tu định. Bất luận là dừng hay là phải làm, làm thế nào để tương ưng với tịch tỉnh? Ở trong sự dừng làm là không có phân biệt, không có chấp trước, thì tâm mới có thể định lại được. Định sanh huệ,
có trí huệ, bạn mới thật sự thông đạt hiểu rõ tất cả sự lý. Thiện sanh phước, tâm địa lương thiện, hành vi lương thiện, thì bạn sẽ có phước báo. Nếu bạn muốn cầu được phước huệ, vậy thì trong cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn cố gắng tu tâm thanh tịnh, tu tâm từ bi. Tâm từ bi là tâm thiện. Vì chúng sanh, vì chánh pháp trụ lâu dài, không vì bản thân mình, vậy thì liền có cảm ứng. Trong chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, trích dẫn trong chỉ quán để giải thích. Trong chỉ quán nói, pháp tánh vắng lặng là chỉ, tịch mà thường chiếu là quán. Lại nói, vô minh tức minh, bất phục lưu động, cố danh viết chỉ, lãng nhiên đại tịnh, hồ chi vi quán. Cái ý nghĩa này rất sâu. Trên Kinh Đại Thừa, Phật cũng thường nói, phiền não tức Bồ Đề. Thể là một. Tâm đã động, khởi tâm động niệm, tâm đã động rồi, liền sanh phiền não. Tâm không động, liền sanh Bồ Đề. Bồ Đề là trí huệ. Cái đạo lý này, người học Phật chúng ta phải hiểu. Thấy sắc, nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, ý niệm vừa khởi, bản thân mình lập tức phải phát hiện ra. Tông môn Đại Đức thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi chính là khởi tâm động niệm, đây là một hiện tượng tự nhiên. Nếu như cảnh giới hiện ra, bạn không khởi tâm không động niệm, vậy bạn là Phật tái lai rồi, không phải là người phàm phu. Phàm phu khởi tâm động niệm, đây là hiện tượng bình thường. Điều quan trọng là phải lập tức giác ngộ. Bạn phải thường xuyên ghi nhớ những lời này đã được nói trong chỉ quán. Cảnh giới hiện ra mà khởi tâm động niệm, phiền não cũng sẽ hiện ra, mê mà không giác. Ta không khởi tâm động niệm thì trí huệ hiện ra. Làm thế nào chuyển phiền não thành Bồ Đề? Ở trong khoảng một niệm, một niệm giác mà không mê, thì phiền não chuyển thành Bồ Đề, sanh tử liền biến thành Niết Bàn. Nhất chuyển, nhất thiết chuyển. Phải chuyển cho nhanh. Ở trong chỉ quán có nói, trung đạo tức pháp giới, pháp giới tức chỉ quán bất nhị
cảnh trí minh nhất. Cái ý này nói rất là hay. Đây không phải là cảnh giới của phàm phu. Chỉ quán không hai, cảnh trí là một. Đây là cảnh giới của ai? Đây là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát mà Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Chúng ta tuy là mới bắt đầu học nên phải biết, nên chăm chỉ nỗ lực mà học. Học ở chỗ nào? Học ở trong cuộc sống hàng ngày. Đây mới thực sự là luyện công. Học ở trong công việc, xử sự đối người tiếp vật. Tôi nói rất là đơn giản, mọi người đều hiểu được. Học điều gì? Học không đối lập với tất cả mọi người, không đối lập với tất cả sự việc, không đối lập với mọi sự vật. Trên thực tế chính là lời của Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta: hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bạn nên học điều này. Đối lập thì sai rồi. Đối lập là phiền não lớn rồi. Ở trong pháp tánh không có sự đối lập, vĩnh viễn tìm không thấy sự đối lập. Bạn thấy ở trong pháp tánh không có lớn nhỏ. Không có phàm thánh, không có sanh tử niết bàn, không có phiền não bồ đề. Những thứ đó là đối lập nhau. Chúng ta đọc được ở trong Lục Tổ Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư Thuyết Pháp cho Ấn Tông. Ấn Tông hỏi Lục Tổ thiền định giải thoát, Ngài liền trả lời: thiền định giải thoát là hai pháp, Phật Pháp là pháp không hai. Hai pháp không phải là Phật Pháp. Cái hai này là đối lập. Ở trong pháp tánh vĩnh viễn tìm không thấy sự đối lập. Vì thế pháp tánh được gọi là không thể nghĩ bàn. Bạn có tư duy, tư duy nhất định là hai pháp, nên bạn rơi vào trong tư duy, lời nói cũng rơi vào trong hai pháp, bạn mới có lời nói. Vào pháp môn không hai thì không thể nghĩ bàn. Cho nên tất cả là chân thật. Vì sao họ có thể vào được, còn chúng ta thì không thể? Không vào được pháp môn bất nhị này là có nguyên nhân của nó, chính là vọng tưởng của chúng ta quá nhiều rồi, phân biệt chấp trước quá nghiêm trọng rồi. Rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là pháp môn không hai. Đây là chỉ quán không hai, chính là trí cảnh nhất như. Cái câu ở dưới đây: vô sanh vô diệt thanh. Tất cả sự, tất cả lý, tất cả hiện tượng trong vũ trụ vốn là không sanh không diệt.
Trên Kinh Nhân Vương có nói, tất cả pháp tánh thật sự là không. Không đến không đi, không sanh không diệt. Trong rất nhiều kinh Đại Thừa, Phật thường nói nhất thiết chúng sanh ư vô sanh trung vọng kiến sanh diệt, là cố ý nói rõ sự luân chuyển của sanh tử. Đây là nói lời chân thật với bạn. Nói lời chân thật như thế nào? Lời thật chúng ta nghe không hiểu. Nếu như nói với bạn tất cả pháp có sanh có diệt, chúng ta đều sẽ gật đầu. Bạn nói hay đấy. Nếu nói tất cả pháp không sanh không diệt, cái này nghe không hiểu. Chân tướng thật sự là không sanh không diệt. Hôm qua chúng ta nói đến các nhà khoa học nói duyên khởi của vạn vật trong vũ trụ hiện nay, họ đã biết được hiện tượng sanh diệt này không phải là hiện tượng thật. Mà chỉ là một hiện tượng chuyển động của sóng. Rời khỏi sự chuyển động của sóng, trong vũ trụ thật sự là không có một pháp nào tồn tại, bao gồm cả hư không. Thời gian và không gian cũng thuộc về hiện tượng chuyển động của sóng. Cho nên tâm động rồi, tâm đã động thì hoàn cảnh xuất hiện. Tâm đã định rồi thì những hiện tượng này đều không có. Trong Chứng Đạo Ca, Ngài Thiền Sư Vĩnh Gia nói rất là hay. Rõ ràng trong mộng có sáu cõi, tỉnh mộng rồi không, không cả đại thiên. Mộng là gì? Là ý thức đang vọng động, biến hiện ra cảnh mộng. Sau khi tỉnh dậy thì ý thức bị ý chí khống chế lại, cảnh mộng không còn nữa. Các hiện tượng vũ trụ ngày nay của chúng ta, thực tại mà nói là hiện tượng ở trong mộng. Nhưng mà việc nằm mộng này không dễ dàng gì mà tỉnh lại. Giấc mộng này đến giấc mộng khác liên tục tiếp diễn, cho nên rất là đau khổ. Đến lúc nào thì bạn mới tỉnh mộng lại đây? Bạn đã thật sự giác ngộ rồi thì sẽ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì mới biết được thật sự là không những không có đại thiên thế giới, mà cả không gian và thời gian cũng không có. Cái cảnh giới sau khi giác ngộ là gì? Cảnh giới sau khi giác ngộ là pháp tánh. Trên kinh Phật nói pháp tánh thân, pháp tánh độ, gọi là nhất chân pháp giới. Nó có tướng hay không? Cái tướng đó là tùy duyên mà hiện. Có thể hiện tướng, mà cũng có thể không hiện tướng. Nhưng tuyệt đối không có ý niệm
ta đang hiện tướng, vậy là bạn khởi tâm động niệm rồi. Cái tướng đó hiện ra, đó là vọng tướng chứ không phải chân tướng. Chân tướng thì không có ý niệm. Chân tướng có hiện ra không? Có hiện. Vì sao hiện? Vì cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Ứng là điều tự nhiên. Cảm có hữu tâm, có vô tâm. Nhưng ứng thì nhất định là vô tâm. Ở trong ứng nhất định không thể nói là hữu tâm, cũng không nói vô tâm. Cái sự việc này các nhà khoa học hiện nay đã làm thí nghiệm trên thực vật, trên khoáng vật và chứng minh được. Phật Bồ Tát ứng hiện trong 10 pháp giới, vô lượng vô biên thân độ, đó là ứng hiện. Xác thực là không có chấp trước. Ứng hiện, ở trong ứng hiện không có sanh diệt. Tại vì sao không có sanh diệt vậy? Khi tốc độ nhanh thì chúng ta không có cách nào biết được. Có thể nói là sanh diệt cùng một lúc. Sanh diệt cùng một lúc, cái tướng sanh diệt này bạn không nhận ra được, vì tốc độ quá nhanh. Trong Kinh Nhân Vương Phật nói cái trường hợp này, chúng ta có thể tính ra được, trong một giây có khoảng 216.000 lần sanh diệt. Điều này là Như Lai phương tiện nói, chứ không phải là chân thật nói. Tôi giảng phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm trong Kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm kinh này rất dài, vẫn là giảng ở Singapore. Tôi vẫn nhớ là giảng cái câu kinh văn này, hình như là giảng 7-8 giờ đồng hồ. Thực tại tốc độ là quá nhanh. Tôi giảng cho mọi người là không có dùng Kinh Nhân Vương, bởi vì Kinh Nhân Vương số lượng từ quá nhiều. Tôi chỉ dùng cho mọi người lúc bình thường đều có thể hiểu được, hơn nữa không có hoài nghi. Tôi dùng tốc độ của ánh sáng. Tốc độ ánh sáng, những người học khoa học hiện nay đều biết, tốc độ của ánh sáng trong một giây là 300.000 km. Ánh sáng đi được 1 km là 1/300.000 của một giây. 1/300.000 của một giây ánh sáng đi được 1 km. So với Kinh Nhân Vương thì vượt trội hơn quá nhiều. Bạn hãy thử nghĩ lại xem, ánh sáng đi được 1 km là 1/300.000 của một giây. Nếu nó đi được 1 mét, đi được 1 tấc, đi được 1 phân, đi 1/10 của 1 phân, 1/100 của 1 phân, 1/10.000 của 1 phân, thì bạn mới hiểu được trong Kinh Nhân Vương là Thích Ca Mâu Ni Phật phương tiện mà nói, không phải là chân thật nói. Với trí huệ của Phật, đối với chân tướng của tất cả vạn sự vạn vật trong cái vũ trụ này, quả thật là hiểu được vô cùng thấu triệt. Ngài đã dùng cách gì để mà biết được? Sự thiền định rất sâu. Nên tại chỗ này có nói là chỉ tức tịch tỉnh, nên có thể thật sự nhìn được tất cả pháp không sanh không diệt.
Các vị nên biết, nếu như tất cả các pháp thật sự là không sanh không diệt, bạn nói không sanh không diệt thì có phải là phí lời rồi không? Chân thật là có sanh diệt, có sự sanh diệt nhưng bạn không nhìn thấy sự sanh diệt của nó. Bởi vì là sanh diệt cùng một lúc, nó thật sự là có sanh diệt, không phải là không có sự sanh diệt. Điều này tỉ mỉ mà quan sát, tỉ mỉ mà thể hội thì sẽ hiểu được chân tướng của nó. Sau khi hiểu được rồi thì sẽ biết cái hiện tượng này là hư uyển, thời gian tồn tại ngắn vô cùng, bạn không có cách gì để tưởng tượng ra. Những hiện tượng ngày nay chúng ta xem được thì những hiện đó chính là tướng tương tục, mà nhận thức lầm cho rằng nó là tướng chân thật, chúng ta sai là ở chỗ này. Cho nên tất cả pháp đương thể giai không, không thể nắm giữ được. Đây mới là sự thật. Cho nên thật sự hiểu được sự thật thì tự nhiên bạn sẽ buông xả được, bạn không còn chấp trước. Tâm địa của bạn sẽ thản nhiên, thanh tịnh, dần dần mà đến gần với cảnh giới đã chứng đắc của chư Phật Bồ Tát. Đây là cảnh giới tốt đối với tất cả ngũ dục lục trần của thế gian. Nhất định không được tham nhiễm nữa. Vì sao vậy? Sự thật giống như trên Kinh Kim Cang đã nói, phàm có tướng thì đều là hư vọng. Trong Kinh Bát Nhã cũng có nói, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Nhưng mà hiện tượng của tất cả pháp tùy tâm ứng lượng. Trong Kinh Lăng Nghiêm cũng nói, câu nói này không chỉ là nói cho cảnh giới của Như Lai, pháp thân Bồ Tát, mà đối với phàm phu chúng ta có điều gì là không đúng? Cùng chư Phật Như Lai đâu có khác nhau, không giống nhau ở chỗ nào? Chư Phật Như Lai thì giác, còn chúng ta thì mê. Ngoài sự giác và mê ra, phàm cùng thánh không hai. Khác nhau ở chỗ giác và mê. Người đã giác ngộ thì họ được tự tại. Người mà mê mất tự tánh thì không được tự tại. Khác nhau là ở chỗ này. Tiếp tục nói đến thập lực vô úy thanh. Đây là hiện tiền đức năng. Trên quả địa của Như Lai, chúng ta phải hiểu được những điều Như Lai có được, mỗi cá nhân chúng ta đều có. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Nhưng bởi vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Chúng ta khác với chư Phật là ở chỗ này. Trí huệ của Như Lai thì viên mãn, thật sự là không có điều gì mà không biết.
tất cả chúng sanh trong tâm đang suy nghĩ điều gì, Ngài đều biết. Chúng ta đọc kinh, Vô Lượng Thọ, ở trên kinh Phật nói với chúng ta, người mà vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuy là đới nghiệp vãng sanh, nhưng mà nhận được sự gia trì quay thần bổn nguyện của A-di-đà Phật. Năng lực tác dụng của các ngài cũng giống như Thất Địa Bồ Tát. Điều này không thể nghĩ bàn. Thiên nhãn nhìn thông suốt, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phạm vi tầm nhìn mở rộng, mắt nhìn không có sự chướng ngại. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn có thể nhìn thấy con người ở trên quả địa cầu này, những bạn bè người thân của bạn đang làm gì rất là rõ ràng. Chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng họ nhìn thấy chúng ta. Chúng ta ở chỗ tối tăm này, cho nên nhìn không thấy họ, nhưng họ nhìn thấy ta. Ở chỗ tối tăm, họ cũng thấy rất rõ. Thiên nhãn nhìn thông suốt, thiên nhĩ nghe thấu suốt. Chúng ta nói chuyện thì thầm với nhau, nhưng họ nghe được rất rõ. Bạn giấu được ai chứ? Chúng ta mà khởi tâm động niệm, tâm họ biết hết. Họ có tha tâm thông. Chúng ta khởi tâm động niệm, họ đều biết. Cho nên nếu chúng ta khởi lên một ý niệm bất thiện, là dối gạt người, không gạt được Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát biết hết tất cả, biết rất rõ ràng. Cho nên chúng ta tu hành có thành tựu hay không, bản thân chúng ta chưa nắm chắc. Phật và Bồ Tát nhìn thấy được rất rõ ràng. Lúc bạn thật sự đã thành tựu, các ngài sẽ đến tiếp dẫn bạn. Bạn chưa có thành tựu thì các ngài sẽ không đến. Cho nên năng lực hầu như hồi phục lại, trí huệ cũng hồi phục, tướng não cũng hồi phục. Cái phước báo này ở Tây Phương Cực Lạc là bình đẳng. Đi đến được nơi đó thì diện mạo của mọi người đều giống như Phật. Cái thân tướng này cũng hảo, giống như A-di-đà Phật. Cái thế giới đó được gọi là thế giới bình đẳng. Là do Phật lực gia trì, không phải là từ bản thân mình tu được. Tuy là Phật lực gia trì cho bạn, nhưng mà bản thân bạn vẫn phải tu. Vì sao vậy? Bản thân mình không tu, vậy thì cả cuộc đời của bạn phải nương vào A-di-đà Phật. Bạn không có sự độc lập. Một mặt bạn nương vào A-di-đà Phật, một mặt bản thân bạn thực sự dụng công. Đến một ngày nào đó, bản thân mình đã thành tựu rồi, phiền não đoạn hết rồi, đức đăng tự tánh của bản thân được hồi phục rồi, thì không còn nương vào A-di-đà Phật nữa. Thật sự cần có một khoảng thời gian nương tựa vào A-di-đà Phật. Cần phải ở chỗ của A-di-đà Phật để bồi dưỡng cho đến khi được tự lực, khôi phục được đức tướng, trí huệ vốn có của tự tánh bản thân mình. Đức là đức năng, tướng là tướng hảo. Cho nên bạn xem thành Phật, ba sự việc này: trí huệ, đức năng, tướng hảo. Tướng hảo chính là phước báo, là điều mà con người hiện nay của chúng ta mong cầu, cũng là muốn cầu trí huệ, cầu năng lực, kỹ thuật, cũng muốn cầu phước báo, đều là cầu cái này. Chân thật đạt được cứu cánh viên mãn, ở trong nhà Phật mà cầu.
Cho nên các bạn những vị xuất gia, các bạn phải hiểu được cái đạo lý này. Hiện nay đi học trường đại học nào, học để lấy bằng thạc sĩ hay tiến sĩ thì lãng phí thời gian. Thật sự mà nói, học không được cái gì. Học những thứ gì? Là học danh văn lợi dưỡng, học được phiền não, học được sự phân biệt chấp trước, học những thứ không cần. Trong cái xã hội này hiện nay, tiến sĩ quá nhiều. Xã hội loạn như vậy, có gì tiến sĩ nào có cách có thể làm cho cái thế giới này trở nên sạch sẽ một chút không? Có thể làm cho xã hội an định hay không? Không có. Vì thì tại vì sao không học Phật cho tốt, lãng phí số thời gian này? Đây là tôi nói thật với mọi người. Nếu bạn thật sự muốn cầu trí huệ, trí huệ cứu cánh viên mãn, học trong định. Phật nói rất là hay: bởi vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Hiện tại chúng ta biết được làm cách nào để buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn buông bỏ được một phần, đức tướng trí huệ của bạn sẽ hiện ra một phần. Buông bỏ được hai phần thì bạn sẽ được hai phần. Bạn chân thật hiểu được cái đạo lý này, thật sự biết được cái cách này, thì bạn sẽ biết tu. Hoàn cảnh tu học của phàm phu chúng ta ngày nay không tốt, sức cám dỗ ở bên ngoài là quá mạnh rồi. Cho nên đại đức xưa nay xây dựng đạo tràng để giúp đỡ người mới tu. Đạo tràng đều được xây ở trong rừng núi sâu. Ít người lui tới. Tránh xa đô thị. Không những tránh xa đô thị, đến cả làng quê cũng tránh xa. Tìm những nơi có hoàn cảnh thanh tịnh như thế để tu hành. Thời gian đều rất lâu dài, vài năm hoặc mấy chục năm không xuống núi. Họ thành tựu rồi, tâm họ định rồi. Đức tướng trí huệ hiện ra. Hóa độ chúng sanh là duyên phận. Duyên phận chưa đến thì không nên cưỡng cầu. Cưỡng cầu thì là phiền não. Không những độ không được chúng sanh mà còn gây cho chúng sanh nhiều phiền não, còn mang lại cho chúng sanh nhiều tai họa. Cái đó có được gọi là độ chúng sanh hay không? Phật pháp là sư đạo. Ngày xưa Trung Quốc và Ấn Độ có nhiều quan điểm không như nhau. Tôn sư trọng đạo, chỉ có trò đi tìm thầy chứ không có thầy đi tìm trò. Chỉ có pháp thân Bồ Tát thì ngoại lệ, vì chúng sanh mà làm người bạn không được mời. Bạn nên biết đây là pháp thân Bồ Tát, không phải là người thông thường. Pháp thân Bồ Tát có năng lực ở trong thế gian mà không có bị ảnh hưởng một chút nào. Các ngài có cái năng lực này. Như vậy thì được.
Nhưng mà khoa học kỹ thuật ngày nay đã tiến bộ rồi, chúng ta có thể lợi dụng những thứ này để hoằng pháp lợi sanh, không tiếp xúc với đại chúng, ở trong phòng ghi hình mà giảng kinh, dùng vệ tinh, mạng internet truyền ra bên ngoài. Mọi người ở trên toàn thế giới có thể ở trước màn hình mà học tập. Hình ảnh âm thanh đều có thể truyền ra bên ngoài, cho nên có thể hoằng pháp lợi sanh, không bị ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên đạo tràng vẫn phải là được xây dựng ở trong rừng núi sâu mới tốt. Đạo tràng của chư vị tổ sư xưa nay xây dựng, tôi muốn các bạn đến Trung Quốc để tham quan, đều đến đó để tham quan. Hiện giờ thì như thế nào? Đường xá đã xây dựng tới nơi, nghe nói có rất nhiều nơi, còn có cả cáp treo. Ngày xưa thì sợ có người lên núi, ngày nay thì chỉ sợ người ta không lên núi. Cái việc này là gây go rồi. Cho nên đạo tràng ngày xưa có tính lịch sử lâu dài, có thể nói đó là di sản văn hóa, mở ra để làm nơi tham quan du lịch, tôi cũng tán thành. Hình như là vào năm 86 hay là năm 88, tôi lần đầu tiên trở về Trung Quốc. Trong lúc tôi gặp Phát Lão, tôi liền nói với ông về cái vấn đề này. Những đạo tràng ở đại lục Trung Quốc mở ra để đón khách du lịch, để nhà nước thu ngoại tệ là việc tốt. Một đạo tràng thật tu hành thật sự, đạo tràng dạy học nên xây mới, nhất định không thể xây ở chỗ trước đây. Vì sao vậy? Vì nơi đó đã trở nên nổi tiếng rồi, nhất định không thể tu hành được, vì không thanh tịnh nữa. Phải tìm một nơi khác, tìm nơi khác xây dựng đạo tràng, không cần nhiều. Lúc đó tôi kiến nghị với Phát Lão, Trung Quốc chỉ cần xây 10 cái đạo tràng, mỗi một tông phái xây dựng một đạo tràng. Hiện nay giao thông thuận tiện, đạo tràng cũng không cần phải xưng là chùa gì, hay là tự gì, hay là am gì. Không nên làm những việc này, đó là danh từ của người xưa. Có người hiện đại chúng ta phải dùng tên gọi là hiện đại. Đạo tràng tu hành hiện nay gọi là học hội, đạo tràng dạy học gọi là học viện. Tên gọi học hội là do lão cư sĩ Hạ Liên Cư đề xuất. Nhiều năm nay chúng tôi đã xúc tiến, hiện nay phổ biến cũng khá rộng rồi. Nhưng mà thật sự muốn thành tựu, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy là lời dạy bảo của Ấn Quang Đại Sư là có lý. Chỉ nên xây đầu tràng nhỏ, không nên xây nguy nga lộng lẫy, hao tiền tốn của. Am tranh nhỏ là tốt nhất, người ta có thấy cũng không để ý, bản thân cũng không tham luyến, sẽ không khởi tâm tham, dễ dàng buông bỏ. Chúng ta không nên vượt quá 20 người, nhất định không quá duyên. Sinh hoạt của 20 người thì dễ dàng, có vài người hộ pháp đắc lực, họ sẽ giải quyết các vấn đề, không cần phải hóa duyên, không làm pháp hội, không làm kinh sám Phật sự, không thu đệ tử, không truyền giới, thậm chí cũng không cần giảng kinh. Thời khóa mỗi ngày thì cũng giống như tu Phật thất vậy.
Phật thất quanh năm, mỗi người đều thành tựu, tâm của họ đã định rồi. Ấn Quang Đại Sư nói rất có lý. Người ít, bình thường người ta cũng không để ý đến bạn, cũng sẽ không đặt bạn ở trong tầm ngắm của họ, sẽ không gây phiền phức cho bạn, tâm đã định rồi. Cái xã hội này hiện nay đi theo hướng dân chủ, đường lối dân chủ, điều này mọi người đều chú trọng việc bầu cử. Nếu như cái đạo tràng này của bạn lớn, tín đồ có đến mấy ngàn người, mấy chục ngàn người, những vị chính khách này thường đến tìm bạn gây phiền phức. Vì sao vậy? Kêu gọi bạn ủng hộ, bầu cho họ một phiếu. Nếu như ở đó bạn chỉ có 20 người thì họ chẳng để ý gì, vì nơi bạn quá ít người. Lúc trước tôi ở Đài Bắc, có một lần vào thời của Đảng Dân Quốc, Đảng bộ thành phố Đài Bắc có một người chức vụ rất là cao đến đạo tràng của chúng tôi, cũng là tranh cử chức thị trưởng. Họ đi khắp nơi để thiết lập mối quan hệ để được bỏ phiếu. Họ đến thư viện Cảnh Mỹ để thăm viếng. Họ hỏi tôi, tín đồ của Pháp Sư có bao nhiêu người? Tôi nói không đến 300 người. Sau đó họ không đến nữa. Bạn xem đỡ phiền phức biết bao. Cái chỗ nhỏ như thế này của tôi, mỗi ngày giảng kinh, các bạn xem ở chỗ này có thể ngồi được mấy người. Người mà nhiều, hôm nay thì mời bạn đi dự tiệc, ngày mai mời bạn đi xã giao, thì thật là kinh khủng rồi. Như vậy thì khổ chết được. Bởi vì đạo tràng của bạn khi có 20 người thì chẳng ai để ý đến bạn. Ấn Tổ dạy cái chiêu này cao siêu vô cùng. Ở trong cái thời đại này có thể ngăn ngừa tất cả sự quấy rầy ảnh hưởng, để khiến cho bản thân người tu hành chúng ta an tâm thoải mái. Đạo tràng không nên xây dựng quá lớn, người không nên ở quá nhiều, chỉ là tự chuốc lấy sự phiền phức. Diễn Công Đại Sư đời Đông Tấn xây dựng niệm Phật đường đầu tiên ở Lô Sơn, ngài vẫn còn có 123 người. Hiện nay Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta bỏ đi 100 người, chỉ chừa lại 20 người. Tôi càng nghĩ thì càng thấy có lý. Ở vào thời đại này thì thật sự là thông minh. Chúng ta có 20 người chí đồng đạo học, tự mình che lên vài cái nhà tranh nho nhỏ đơn giản, tự mình cộng tu, thật là tốt, thật sự có lợi ích. Ngày nay nếu như thật sự nghe kinh, mục đích của việc nghe kinh là ở chỗ nào? Mục đích là để đoạn nghi sanh tín. Đối với pháp môn niệm Phật bạn còn nghi ngờ, đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn chưa hiểu rõ, vậy thì phải nên nghe. Vì sao vậy? Sẽ nói rõ ràng cho bạn, thật sự là không còn nghi ngờ nữa, niềm tin vững vàng rồi, không cần phải nghe kinh nữa. Nghe kinh là để dẹp vọng tưởng, cho nên cái đạo lý này nhất định phải biết. Bạn nhìn xem Bồ Tát Đại Thế Chí vì chúng ta niệm Phật, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, chính là một câu Phật hiệu. Trong câu Phật hiệu này chẳng có gì xen tạp, mới gọi là tịnh niệm. sự xen tạp chấp vào kinh, sự tình niệm của bạn bị phá mất rồi,
không xen tạp. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng thì mới niệm được công phu thành phiến. Niệm Phật tam muội hiện tiền thì bạn được lợi lạc rồi. Sự niệm Phật tam muội này trong kinh A Di Đà nói là nhất tâm bất loạn. Nó cũng có sự công phu cạn sâu. Đến khi công phu đắc lực rồi thì sẽ khai trí huệ. Chỉ cần thật sự quyết một lòng với một pháp môn, đến lúc đó trí huệ khai rồi, tất cả pháp thế xuất thế gian đều thông suốt. Đó mới chính là tiến sĩ thật sự. Tiến sĩ ở thế gian hiện nay họ không biết, họ chỉ có biết nghiên cứu một đề tài nào đó thì chỉ biết cái đề tài đó, làm nghề này thì chẳng biết nghề kia. Sau khi trí huệ khai rồi, pháp thế xuất thế gian đều có sự thông suốt giống nhau. Cũng có cả năng lực, cũng sẽ có phước báo. Lúc này bạn sẽ có trí huệ, bạn cũng có năng lực quán sát thời cơ. Hay nói cách khác, ở trên thế gian này nên làm những việc gì tự bản thân sẽ biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Làm như thế nào đối với Phật giáo, phải nên chân thật cống hiến, chánh pháp cửu trụ, lợi ích chúng sanh. Bản thân mình có trí huệ, có khả năng chọn lựa, biết phải làm như thế nào. Cho nên phải thật tu thật chứng. Đây là mục tiêu quan trọng nhất ở trước mắt của chúng ta. Duyên phận của mỗi người không như nhau, nhưng mà người biết dụng công, bất luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, thiện duyên hay là ác duyên, đều là sự tăng thượng duyên tốt. Chính là lời trong kinh Lăng Nghiêm đã nói: nhược năng chuyển vật, tức đồng Như Lai. Nếu bạn có thể chuyển được cảnh giới, đây là sự công phu tu học chân thật. Bất luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh đều có thể chuyển trở lại, đối với sự tu hành của chúng ta đều có sự giúp đỡ của cảnh giới. Bất luận là thiện duyên hay là ác duyên đều có thể chuyển nó trở lại, trở thành tăng thượng duyên cho chính mình. Bạn có thể học được cái khả năng này thì bạn làm gì ở đâu cũng đều thuận lợi. Là bạn đang ở trong Bồ Đề Đạo sẽ không gặp chướng ngại gì lớn, bạn nhất định sẽ thành tựu. Ở chỗ này giảng là thập lực vô úy thanh. Thập lực là bao gồm 10 loại năng lực trên quả địa của Như Lai. Loại năng lực thứ nhất, thị xứ, phi xứ, trí lực. Xứ chính là đạo lý, người thông thường chúng ta gọi là đạo lý. Biết được vạn vật vạn pháp trong vũ trụ là do đạo lý gì
mà thành tựu. Như thế nào là phù hợp với đạo lý, như thế nào là đi ngược với đạo lý. Bạn có cái năng lực như vậy. Đối với tất cả chúng sanh mà nói, biết được nhân duyên quả báo của tất cả chúng sanh, làm thiện nghiệp sẽ được thiện quả, tạo ác nghiệp sẽ bị ác báo. Nhân quả nhất định tương ưng. Không thể nói là tạo nghiệp bất thiện sẽ được quả báo thiện, tạo nghiệp thiện được quả báo bất thiện. Không có cái đạo lý này. Nhưng mà người sơ học thông thường của chúng ta, hoặc giả là những người không học Phật trong xã hội, họ đối với nhân duyên quả báo mà Phật đã nói thì họ không tin. Họ nói người nào mà tạo ác, họ nhìn thấy thì làm quan càng lớn càng giàu có, người nào cả đời làm thiện thì điêu đứng cùng đường. Họ xem thấy rồi nên không tin quả báo có tương ứng đâu. Không ngờ rằng lý cùng sự của nhân quả trong Phật Pháp rất là thâm sâu. Nhân quả thông ba đời. Quả báo hiện tại của người này là do kiếp trước họ tạo ra, không phải là kiếp này của họ. Người ở thế gian này của chúng ta chỉ nhìn thấy một kiếp, không nhìn thấy kiếp quá khứ, cũng không nhìn thấy kiếp tương lai, cho nên không thể tin tưởng. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này. Kiếp trước tu thiện nhiều, đây là ở trên kinh Phật thường hay dạy cho chúng ta. Thông minh trí huệ là do bố thí pháp. Giàu có là do bố thí tài. Khỏe mạnh trường thọ là do bố thí vô ý. Họ đã tu nhiều trong kiếp trước. Trong cuộc đời này quả báo hiện tiền. Đạo lý chính là như vậy. Cái quả báo này chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Sự thật là có người phát tài to, nhưng mà họ hoàn toàn không có trí huệ. Bạn tiếp cận với họ, họ hoàn toàn chẳng có gì. Gia tài của họ do số mạng tốt. Bất luận là làm những việc gì, tài sản của họ đến tấp nập. Số mạng tốt, số mạng chính là nghiệp nhân của đời trước. Đời này nhận được quả báo. Chúng ta cũng nhìn thấy những người có trí huệ, thế nhưng họ không giàu có. Cả cuộc đời sống rất là cực khổ, rất là vất vả. Thật sự là có trí huệ, chúng ta liền hiểu được người này kiếp trước có bố thí pháp nhiều, nhưng không tu bố thí tài, nên được quả báo như vậy. Khỏe mạnh sống lâu là quả báo của bố thí vô ý. Tu nhân như thế nào thì được quả như thế đó. Cho nên quả báo của đời này là do nhân tu của đời trước. Ở trong Phật Pháp cũng thường nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Nếu bạn muốn biết được đời trước bạn tu là nhân gì, đó chính là cái mà bạn thọ nhận ở trong đời này. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nhân quả thông ba đời. Khởi tâm động niệm, hành vi việc làm của chúng ta trong đời này chính là sự tu nhân. Vì này bản thân chúng ta hiểu rất rõ kiếp sau chúng ta sẽ được quả báo gì, vì là quá rõ ràng rồi, chẳng có chút gì nghi ngờ.
Nhưng mà chúng ta nhất định phải biết, cho dù kiếp này có tu bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, tu được rất nhiều, tuyệt đối không nên nghĩ đến phước báo ở kiếp sau. Nghĩ đến phước báo ở kiếp sau thì bạn sẽ không ra khỏi tam giới, bạn vẫn ở trong sáu cõi luân hồi. Ở trong sáu cõi luân hồi hưởng phước, hưởng phước thì thường hay lơ là chuyện tu phước. Cho nên sau khi bạn hưởng hết phước báo rồi, ác nghiệp sẽ hiện tiền. Trong nhà Phật nói tam thế oán chính là cái ý này. Đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, hưởng phước mà quên tu phước, hưởng phước mà tạo nghiệp. Không cần nói gì khác, ăn uống sát sanh, cái nghiệp này quá khủng khiếp rồi. Những người có tiền hàng ngày ăn các loại động vật, người nghèo muốn ăn cũng ăn chẳng được. Cho nên người giàu, người có quyền lực rất dễ dàng tạo tội nghiệp. Phước hưởng hết rồi, tội báo của họ hiện tiền. Cho nên kiếp kế tiếp đọa ba đường ác, đây gọi là tam thế oán. Những người như vậy có rất là nhiều. Cho nên Phật dạy chúng ta phải biết cầu sanh tịnh độ, đây mới thực sự là đầu xuôi đuôi lọt, đây mới là thông minh trí huệ chân thật, là phước báo chân thật. Cầu sanh tịnh độ không cầu phước báo trời người. Loại thứ hai gọi là nghiệp trí lực. Nghiệp là tạo nghiệp, chính là biết được tất cả chúng sanh năng lực của nhân quả ba đời. Cho nên Phật phương tiện giáo hóa chúng sanh, nói đến khế cơ, Phật đối với mỗi cá nhân, đời đời kiếp kiếp của bạn trong quá khứ, tình huống trong tương lai của bạn, Ngài đều biết. Hiện nay chúng ta nghe được những lời này có thể tiếp nhận. Vì sao vậy? Pháp thân Bồ Tát các ngài đã minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh, không gian cũng không có, thời gian cũng không có. Ở đây thì nói thời gian không có, có thể nhìn thấy kiếp quá khứ của bạn, có thể nhìn thấy kiếp vị lai của bạn. Cho nên vì chúng ta khế cơ, kiếp quá khứ của bạn cũng là từng tu hành, bằng tu pháp môn gì thì đời này tiếp tục tu lại thì rất là dễ dàng. Cho nên Phật dạy chúng ta, chúng ta xem thấy trên kinh điển có ghi chép, có những người nghe kinh chỉ một lần liền khai ngộ, thậm chí còn chứng quả. Là nguyên nhân gì? Do Phật biết được căn tánh của họ, biết được sự tu học nhiều đời nhiều kiếp của họ, dễ dàng khế cơ. Loại thứ ba là định trí lực. Sở dĩ 10 loại lực này đều là trí huệ, hay nói cách khác, trí huệ khởi tác dụng. Phật biết được tất cả thiền định, giải thoát tam muội. Thực tại mà nói,
định chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Ở đâu mà nhiều như vậy? Phương pháp tu định không giống nhau thì có nhiều, nhưng tất cả đều là được cái cảnh giới này. Bởi vì được định thì không khác nhau, cách tu định thì khác nhau. Bất luận là đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, nếu như là Phật giáo, không ai không tu thiền định. Thiền định là điểm trọng yếu, điểm mấu chốt của tu học Phật pháp. Chúng ta niệm Phật là dùng cái phương pháp niệm A Di Đà Phật để tu thiền định. Điều này nhất định phải biết. Làm sao mà biết là tu thiền định? Ở trong kinh A Di Đà nói rất là rõ ràng: nhất tâm bất loạn. Các bạn xem, nhất tâm bất loạn không phải là thiền định hay sao? Trong Tịnh Độ Tông, phương pháp phân thành thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, tùy danh niệm Phật. Chúng ta ngày nay chọn cách tùy danh niệm Phật đều là tu niệm Phật tam muội, đều là cách tu định. Sau này bạn sẽ biết được, trong Phật pháp nói có 84.000 pháp môn. Đây chính là 80.000 phương pháp đường lối khác nhau. Tu cái gì? Toàn bộ là tu thiền định. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Cho nên giới luật là phương tiện, chứ không phải là mục đích. Giới luật giúp cho chúng ta được định, thiền định vẫn là phương tiện, vẫn chưa phải là mục đích. Mục đích là khai trí huệ. Cho nên trí huệ chân thật là từ trong thiền định mà có được. Không phải bạn nghe nhiều, học nhiều, không phải là như vậy. Trí huệ chân thật là từ nơi thiền định, là trí huệ bát nhã tự tánh vốn có, không phải đến từ bên ngoài. Trí huệ vốn có của chúng ta làm sao mà mất đi vậy? Chính là vì chúng ta đã khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chính là tâm đã động rồi. Sự vọng tưởng, phân biệt, chấp trước này nó giống như là luồng sóng vậy, làm cho năng lực quán chiếu của cái tâm này tan mất đi. Sự quán chiếu này chính là trí huệ. Cho nên tịch mà thường chiếu. Tịch là không động, tâm của bạn không động thì nó khởi tác dụng quán chiếu. Chiếu chính là trí huệ bát nhã hiện tiền. Ở trên kinh Phật thường hay nói pháp môn vô lượng, không chỉ có 84.000. Bạn biết vô lượng vô biên phương pháp tu, hết thảy đều tu thiền định. Cho nên không những Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta nhiều như vậy, mười phương ba đời vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, đối với pháp giới vô lượng vô biên thế giới chúng sanh thuyết pháp, đều không ngoài tam học giới định huệ. Cho nên giới định huệ là chư Phật Như Lai. Đây là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh của sự giáo học. Nhất định không thể đi ngược lại. Nếu chúng ta muốn thành tựu thì nhất định phải tuân thủ. Trước tiên bắt đầu từ nơi giới luật, sau đó tâm của bạn mới có thể định lại.
Nhưng mà hiện nay, cái thời đại này đã khác rồi. Sư đạo không còn nữa. Thế gian không có lão sư. Tại vì sao không có lão sư? Vì không có học trò. Cho nên không có lão sư. Tôi cũng thường hay nói với mọi người, tôi vẫn còn gặp được. Đại khái tôi là một học trò cuối cùng. Sau tôi thì không còn nữa rồi. Điều kiện để làm học trò đối với lão sư phải phục tùng 100%. Hiện nay có thể tìm được một học trò mà đối với lời của lão sư phục tùng 100% hay không? Đối với lão sư hoàn toàn không hoài nghi hay không? Có hoài nghi đối với lão sư, đối với lời của lão sư hoàn toàn không thể làm được, thì không phải là học trò. Không còn sư đạo nữa rồi. Thực tại là khó. Khi xưa, tôi đảnh lễ lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam làm sư phụ, theo ngài học tập. Lúc đó tôi chưa xuất gia. Bổn phận của người cư sĩ tại gia đảnh lễ ngài làm sư phụ. Ngài đã ra cho tôi 3 điều kiện. Thứ nhất là nghe kinh, nghe giảng kinh. Chỉ nên nghe bài giảng của một mình ngài. Trừ bài giảng của ngài ra, bất kỳ vị pháp sư cư sĩ đại đức nào giảng kinh, hết thảy đều không được nghe. Có thể làm được hay không? Thứ hai là xem kinh sách, không quản là kinh hay xem tất cả sách vở của thế gian. Kinh sách mà chưa được sự đồng ý của ngài thì không được xem. Điều kiện thứ ba là thời gian trong quá khứ tôi đã học triết học với ngài Phương Đông Mỹ và 3 năm học Phật với Chương Gia Đại Sư. Ngài nói những việc đó ngài không thừa nhận. Tất cả phải bỏ hết. Nếu con muốn bái ta làm thầy, kể từ ngày hôm nay tất cả phải làm lại từ đầu. Nếu con chấp nhận được thì làm, con không chấp nhận được thì mối quan hệ thầy trò sẽ không có. Cho nên cái điều kiện khắc nghiệt như vậy hiện nay không có ai chấp nhận. Cho nên chẳng có học trò, lão sư cũng không có. Đây là sư thừa từ xưa đến nay ở Trung Quốc. Tôi rất là may mắn vẫn còn hưởng được một chút cái duyên này. Tôi theo lão sư Lý 10 năm. 10 năm đó chỉ hoàn toàn nghe có một mình ngài giảng. Ngài đã chịu trách nhiệm dạy bảo tôi. Nếu ngài chỉ dạy tôi sai đường thì ngài sẽ gánh chịu nhân quả này. Do đó đây không phải là chuyện dễ dàng. Tại vì sao? Học trò gặp được lão sư tốt mà cũng học không thành công. Nguyên nhân chủ yếu là còn hoài nghi đối với lão sư. Đối với lời dạy bảo của lão sư thì bằng mặt không bằng lòng, không thể thực tiễn. Cho nên bạn không thể thành tựu. Nếu như thực sự là không có hoài nghi, có thể y giáo phụng hành, đó chính là lời nói của Ấn Quang Đại Sư. Một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Sự thành kính này cũng chính là nói lão sư dạy bảo bạn, cuối cùng bạn có thể làm được mấy phần. Bạn có thể làm được trọn vẹn, vậy thì bạn đã thành tựu trọn vẹn rồi.
Bạn làm được một phần, vậy là bạn thành tựu được một phần. Làm được hai phần thì thành tựu được hai phần. Chính là cái đạo lý này. Phật Pháp có thể hưng thịnh hay không? Cá nhân có thể khai ngộ hay không? Có thể chứng quả hay không? Đều ở tại chính mình, không ở nơi người khác. Lão sư chỉ có thể dạy cho bạn phương pháp, chỉ có thể cung cấp cho bạn kinh nghiệm tu học của Ngài để bạn tham khảo. Thật sự khế nhập là hoàn toàn dựa vào chính mình. Nho cùng Phật đều nói đến chữ thành, chân thành. Chỉ có chân thành thì bạn mới có thể khế nhập. Không thể để xen tạp một chút giả tạo nào. Cho nên nhiều năm trở lại đây, chúng tôi tổng kết sự giáo học trong Đại Thừa, tổng kết thành tổng cương lĩnh tu học. Chúng tôi viết thành 20 chữ, giống như ở trên hai bên này, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng tôi muốn dùng cái tâm này không thể dùng cái giả tạo. Ngược lại với 10 chữ này chính là tâm luân hồi. Tâm luân hồi mà học Phật thì cũng là tạo nghiệp luân hồi, nhất định là không ra khỏi tam giới. Cho nên câu bên này là chuyên tâm, câu bên kia là đối xử. Nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Y theo hai cương lĩnh này mà tu học, chính là nói đem điều sai lầm của chúng ta, tâm giả dối của chúng ta chính là sai lầm, tu sửa lại thành chân thành. Tâm ô nhiễm là sai, tu sửa lại thành thanh tịnh. Tâm cống cao ngã mạn là sai, tu sửa lại thành bình đẳng. Mê hoặc điên đảo là sai, tu sửa lại thành chánh giác. Tự tư tự lợi là sai, tu sửa lại thành từ bi. Đơn giản, rõ ràng. Trong 2-3 năm gần đây, tôi chưa vừa ý vì câu chữ này hơi nhiều. 20 chữ, hiện nay tôi thu gọn 20 chữ thành 4 chữ: thuần tịnh, thuần thiện. Tâm chúng ta phải thuần tịnh, hành vi của chúng ta phải thuần thiện. Dùng điều này làm mục tiêu thì càng đơn giản hơn. Thuần tịnh, thuần thiện là tánh đức viên mãn hiện tiền của Như Lai. Phải rời xa tất cả đều bất tịnh, bất thiện. Tâm địa phải thanh tịnh, hành vi phải lương thiện. Trong thập lực này, điều thứ tư là
căn trí lực. Căn chính là căn tánh. Biết được căn tánh của tất cả chúng sanh. Căn tánh do đâu mà có? Cũng là từ vô thủy kiếp. Cùng hoàn cảnh, cuộc sống tu học của bạn thì có quan hệ mật thiết. Cái căn tánh này đương nhiên là nói tập tánh, chứ không phải là bổn tánh. Bổn tánh của mỗi người là như nhau, nhất định là không khác nhau. Tập tánh, tập tánh là chịu sự nhiễm ô. Phật biết được sự giáo học đó là phương tiện. Căn tánh như thế nào thì dùng phương pháp đó để dạy bảo. Lời thứ năm là dục trí lực. Cái dục này là nói sự ham thích. Sự ham thích chính là sở thích của bạn. Mỗi người đều khác nhau, cho nên Phật dạy chúng ta đều có thiện xảo phương tiện. Biết được bạn thích điều gì thì dạy bạn những phương pháp mà bạn thích. Bạn thích thì tu được dễ dàng, điều bạn không thích thì tu học rất khó khăn. Loại thứ sáu là giới trí lực. Chữ giới này là nói với chúng sanh thế gian này nhiều loại cảnh giới không như nhau. Phật có thể biết được cảnh giới của mỗi người, Ngài đều biết. Hơn nữa, cảnh giới thường hay thay đổi. Người thật sự dùng công nỗ lực tu học thì cảnh giới mỗi năm mỗi khác nhau. Đây là giáo học. Thật sự là một vị lão sư tốt, chân thật thì không dễ gì gặp được. Tuy là Ngài không tài trí giống như Phật, nhưng kinh nghiệm giáo học của Ngài rất phong phú. Ngài thường quan sát mọi người, gọi là 10 phần thì chắc chắn 8-9 phần. Phương pháp dạy của Ngài là thiện xảo, để cho người học có thể sanh tâm hoan hỷ, có thể sanh tín tâm. Học nghiệp đạo nghiệp có thể tùy vào thời gian mà tăng trưởng, thu được kết quả thành tích rất tốt. Loại thứ bảy là chí xứ trí lực. Chí xứ là nói về quả. Bạn tu nhân như thế nào thì nhất định bạn sẽ được quả như thế đó. Thí dụ như bạn tu ngũ giới, tu thập thiện, vậy thì khẳng định là kiếp sau bạn sẽ được phước báo trời người. Nếu như bạn niệm Phật, đối với Tịnh Tông, đối với A-di-đà Phật, bạn chân thật tin tưởng, bạn không có hoài nghi, bạn thật sự muốn đi, vậy là khẳng định bạn nhất định sẽ được sanh Cực Lạc thế giới. Trong kinh Di Đà Yếu Giải của Ngọc Ích Đại Sư có nói với chúng ta, có thể giảng sanh hay không quyết định là ở có tín nguyện hay không. Bạn có niềm tin chân thật, bạn có nguyện thiết tha thì nhất định bạn được sanh. Phẩm vị cao thấp là ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Cho nên được sanh hay không là do ở tín nguyện. Có tính có nguyện rồi lại nỗ lực niệm Phật, vậy là phẩm vị của bạn được tăng cao.
nhân như thế nào thì có quả như thế đó, chẳng có sai lệch một chút nào. Loại thứ tám là túc mạng trí lực, biết được hết thảy tình huống, nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh. Cái năng lực này của Phật rất lớn. Ở trên kinh nói A-la-hán có thể biết được 500 kiếp của tất cả chúng sanh. Hơn 500 kiếp thì các ngài không thể nhìn thấy được nữa rồi. Còn quả địa Như Lai thì không có hạn chế, không có sự giới hạn, các ngài luôn luôn biết. Nếu như bạn gặp được Phật, sự việc vô lượng kiếp trước, đời đời kiếp kiếp của bạn, các ngài đều biết hết. Giống như những chuyện này, hiện nay trong nửa thế kỷ này, ở phương Tây có không ít người đang nghiên cứu về tiền kiếp. Họ đã dùng phương pháp được phổ biến nhiều nhất là thôi miên. Thôi miên cũng là một loại định công, nhưng đó là dùng ngoại lực tác động. Trong lúc thôi miên vào trạng thái sâu thì không gian thời gian bị đột phá, có thể nói ra sự việc trong tiền kiếp. Chúng tôi ở Mỹ đã xem được bản báo cáo này. Có một người, họ có thể nói được sự việc của 80 mấy đời trước đó. Tính ra thì thời gian là hơn 4.000 năm. Sự việc của 80 mấy đời trước, từng đời họ đều nói ra được hết. Điều này chứng minh được con người có tiền kiếp. Đã có tiền kiếp thì đương nhiên có hậu kiếp. Hậu kiếp nền khoa học vẫn là chưa khám phá được, chưa có thể kiểm tra đời quá khứ của bạn. Từng đời có thể để cho chính bạn nói ra. Người tu hành chứng quả đều có được cái năng lực này. Loại thứ 8 nó là túc mạng. Thứ 9 là thiên nhãn. Thiên nhãn trí lực có thể thấy được tất cả chúng sanh. Tất cả tình huống luân hồi, sanh tử của từng đời từng kiếp, không có gì mà không biết. Không phải nói thấy bạn trong hiện tại vẫn có thể thấy đời quá khứ của bạn, cũng có thể nhìn thấy đời vị lai của bạn. Cho nên những người giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc hầu như đều có cái năng lực này. Loại cuối cùng là lậu tận trí lực. Đây là biết được rõ ràng, tường tận, thông suốt thấu đáo. Bản thân mình phiền não tập khí đã đoạn tận rồi. Phiền não tập khí đoạn sạch rồi, chính là quả địa Như Lai. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc là đới nghiệp giảng sanh, nhất định không nên hoài nghi. Phàm hễ sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là đới nghiệp giảng sanh, cả thảy là đới nghiệp, chính là văn thù phổ hiền. Điều này chúng ta đọc được ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Các ngài cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc có đới nghiệp hay không? Vẫn đới nghiệp. Một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng của các ngài vẫn chưa phá. Các ngài mang phẩm sanh tướng vô minh này giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm gì không có chuyện đới nghiệp chứ? Không đới nghiệp thì chỉ có A Di Đà Phật là không đới nghiệp, trừ A Di Đà Phật ra. Nếu là Bồ Tát thì cũng đới nghiệp.
Hay nói cách khác, bốn độ ba bậc chính phẩm. Sự thật chính là nói rõ cho chúng ta biết đới nghiệp nhiều hay ít. Đới nghiệp nhiều thì phẩm vị thấp, đới nghiệp ít thì phẩm vị cao. Phẩm vị cao hay thấp là do từ chỗ này mà ra. Cho nên chúng ta nếu muốn làm được chuyện không đới nghiệp, vì này là không thể nào, nhất định là không làm được. Chỉ là hy vọng nghiệp của chúng ta mang có thể là ít một chút thì được. Ở trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong việc khởi tâm động niệm, nên học điều gì? Học nhìn thấu, buông bỏ. Buông bỏ thì nghiệp sẽ ít. Nếu thực sự có thể nhìn thấu, nhìn thấu là học vấn, nhìn thấu chính là hiểu rõ đối với chân tướng sự thật. Ít ra chúng ta biết được đời người ngắn ngủi khổ đau. Thọ mạng có giới hạn. Chúng tôi biết rõ những người bạn, những đạo hữu. Hôm nay tôi gặp được một vị đồng tu đến từ Vancouver của nước Canada. Ở nơi đó, ngày trước mỗi năm tôi đều đi đến đó giảng kinh một tháng. Người nghe giảng kinh trước đây, những vị hộ pháp đó đều không còn nữa rồi, đều qua đời rồi. Cho nên hiện giờ không có người mời tôi. Mạng người vô thường. Cho nên nghĩ đến những người này qua đời rồi, họ mang theo những gì? Họ chẳng mang theo thứ gì. Nếu như chúng ta nhìn thấy chân tướng sự thật, đến lúc đó ép buộc bạn, bạn không thể không buông bỏ. Vì tại vì sao hiện giờ không chịu buông bỏ sớm một chút? Hà tất gì phải đợi đến lúc đó bị thần chết bức bách bạn, bạn không thể không buông bỏ. Hiện giờ vui vẻ mà buông bỏ thì tốt biết bao. Buông bỏ thì tự tại. Buông bỏ sự ham muốn của bạn. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn. Có thể điều khó buông bỏ nhất chính là tình thân. Tình thân cũng phải buông bỏ. Không buông xuống thì bạn không thể giảng sanh. Cho nên phải có trí huệ, phải nhìn cho thấu. Ta đi đến thế giới cực lạc, ta mới thật sự có thể chăm lo cho người thân của chính mình. Ta có trí huệ, ta có năng lực để chăm lo. Hiện giờ bạn yêu thương họ như thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Đến lúc sanh ly tử biệt, chẳng ai có thể lo được cho ai. Cho nên bạn có thể buông bỏ là viên mãn thật sự rồi. Buông bỏ không được, đó là sai lầm. Buông bỏ thì mang nghiệp ít.